Rồi đồ hình này đi con nào nữa? Ông già, ma đạn, ông già góc này. Khoan từ từ nha, từ để tôi xếp đúng cái mấy em. À, đẩy lên cao. Hay lần dưới con kia ở dưới à? Như gì à? Như gì à? Rồi ma đạn. Rồi để mắt cao luôn rồi nè. Rồi ok, quốc thôi. Đấy, nó gửi cho tôi, ngang nó gửi cho tôi đồ hình ra để đi. Rồi này ăn full mấy sáu mấy con luôn nè. Tôi thằng của tôi toàn là một phẩm mà không biết được hay không. Ủa mà tại sao không đuổi mà sao không chơi bướm ta? Ví dụ như con bướm nó ngon hơn con caro chứ. Rồi sao đi bướm mấy anh em? Sao đi bướm con caro này? Con bướm sẽ mạnh hơn chứ ta. Con bướm tôi có vũ khí độc quyền thì con bướm nó sẽ ngon hơn chứ ta. Con bướm của tôi sẽ ngon hơn con caro của ta. À caro ngon nhất hả? Rồi tụi nào nếu sát thương thì sát thương con bướm nó sẽ ngon hơn chứ. À bướm lao lên bị đóng băng à. Ok. Sáu mươi lăm con à. Ôi tầm này mấy con này đứng sát vô thì summon kia nó khò cho khỏi đóng băng luôn. Trời ơi, tầm này thì thôi chứ nó ra đều như gì cho con phượng nó khà không ngất luôn rồi. Có cách nào cứu sự ca khỏi season này không anh? Trời em ơi, con sự ca ngày hôm qua anh chơi con sự ca nó bk hơi bị ngon luôn. Nghĩ sao cứu sự ca, cái người cần cứu là em chứ không phải con sự ca đâu em. Mày con sờ ca ngày hôm qua anh bk nó ăn trời, người ta xài sờ ca quá trời luôn, cái người cần cứu là em á chứ không phải con sờ ca đâu em ơi. Ngày hôm qua quýnh con sờ ca cả server đi, quýnh 10 trận thì hết 18 trận người ta chơi con sờ ca rồi, người ta chơi bình thường mà. Tôi mà chơi sờ ca tầm này tôi chơi sờ ca với sói xong, con sư tử con báo cái là xong rồi, còn lại chơi healer là xong rồi. Mấy anh em chơi với người cần cứu, mấy anh em không chịu nghiên cứu meta rồi, mấy anh em đi cứu con tướng mà trong khi đó con tướng nó còn mạnh vãi ra mấy anh em. Ủa sao có 49 nè? Ok, 49 nè mấy anh em à. Spam à, spam tới chết à. Tôi cảm giác đam hơi đuối á mấy anh em à, đam hơi đuối á. Anh thấy lần của tôi không phẩm nữa, đam không đủ rồi hả? Trời ơi, calo tôi lỏ quá chịu rồi. Chịu, calo lỏ quá không ăn được thôi, không ăn được thôi. Đồ hình này mấy em spam đồ hình này đâu quá thôi. Thôi bó tay rồi. Con này giờ quay chưa ra mà. Ôi nhìn con Simon kia nó bút đẹp thì hôm nay mới làm video tiêu điểm Simon kia xong luôn. Không nổi mấy anh em à, không nổi Galodia của tôi chưa mở đồ quýnh nổi. Má chắc tuần sau tôi đi khám bệnh quá mệt quá họng khó chịu thiệt á. Tới giờ này là bắt đầu nó ngứa cuốn họng rồi, cay rồi ấy.
không được luôn, con bướm lên rồi, con bướm phế luôn anh em, bướm bị đóng băng rồi, thử bướm được. Lily May à? Ờ Lily May, Lily May khỏe hơn á. Lily May mà. Ồ đam hơn nãy luôn, đam hơn ca, đam hơn Caro luôn mấy em nội. Trời máy sạn bướm đam hơn Caro luôn kìa. Giỡn hoài. Mày sạn bướm đam còn hơn Caro luôn kìa mấy ông, Caro đam có 4 mấy à, sạn bướm đam tới 5 mấy luôn kìa. Sạn bướm đam tới 5 mấy luôn kìa mấy anh em. Sạn bướm đam tới 52 luôn kìa. Sạn bướm đam được tới 52 luôn kìa. Bây giờ kiểu gì con nào cũng phải có. To hơn không? Đi mây làm to hơn, đấy thấp hơn rồi đó. Ờ mấy ông quân tướng này nói là event này chỉ chơi, chỉ dành cho người wheel chơi, cho người bình thường cho người chơi mấy anh em. Ờ ly mây đâm ổn hơn mấy anh em mà, anh em nào có ly mây mấy anh em, ly mây đâm mạnh hơn, ly mây đi được đó mấy anh em, đâm nhiều hơn luôn nè mấy anh em nào có ly mây, tôi nghĩ ly mây đi được đó. Để thử ô đai thôi. Udai tôi nghĩ chậm, Udai nó bắn lâu hơn mấy em, Udai nó bắn từng con nó bắn lâu hơn. Ôi content hôm bữa chơi content cho nông dân chơi đó, content xuất sắc là content cho nông dân chơi còn đòi nữa anh em ơi. Nó phải content cho vừa wheel vừa nông dân chứ, nó phải phân người chơi chứ. Phát hành không làm mắt phụ rồi, thôi em qua em làm giùm nhà phát hành nữa chứ. Em qua em làm giùm nhà phát hành nữa chứ, em qua em làm giùm nhà phát hành nữa chứ, chứ làm sao giờ em. Ông đây nó đang không nhanh nữa. Thôi sự kiện này ăn ăn mốc cơ bản rồi mấy anh em, mà tôi không rớ nổi mấy mốc cao rồi, không rớ nổi, không bao giờ rớ nổi mấy mốc cao nữa.